Rồi chào bà con nghe, bữa nay thì có con Wanga hai máy nè, 690, 24 ngựa, có đề luôn nha. Đây có đề có sạc luôn nè, hai máy luôn nè. Có HV luôn nè, đẹp ha. Hai máy mới trong thùng nha. Nó có là mát nhớt luôn nè. Con này chút độ lẹ đó. Có là xăng sẵn con gắm vô đây thôi, động bơm xăng lên đó thôi. Đây nó có bơm xăng kết hợp trong đây luôn rồi. Hai máy Wanga 18 ngựa có đề có sạc luôn. Hút thẳng nha. Hai bô á. Dạ ha. 24 ngựa 690. Đẹp chứ. Đẹp kia, mở cho con mới nào cũng khỏe rồi. Ồ. Đã ha. Wanga 24 ngựa, hai máy. Anh nào là con nào nằm bay tốc độ rồi đây. Chạy rất là ok nha. À, con có nhu cầu luôn nha. 188 635 607. Wanga hai máy. Có đề có sạc kết hợp luôn nè. Không sạc đầy tự động nó búng ra là full, tự động nó cháy đèn nè. Không, đỏ là chưa đầy. Còn xanh là đây, đây là đóng búng ra nè. Đẹp chứ, hai máy nè. Rồi bà con có nhu cầu alo nha, 088 635 6707.